kính chào quý vị đến với bản tin 6 giờ sáng của Việt Nam Top News. Việt Nam Top News luôn cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới. Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Việt Nam Top News. Kim sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin 6 giờ sáng hôm nay, ngày 6 tháng 10, 2020. Con gái Tổng thống Trump đăng ảnh cha của mình đang bệnh nhưng vẫn làm việc miệt mài. Mỹ, cháy rừng bang California thiêu đốt gấp đôi kỷ lục diện tích rừng trước đây. Ý, lần đầu tiên triển khai làm đê chặn lũ cho Venice. Hàng ngàn người đi sai luật bị cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phạt nguội qua camera đường phố. Đà Nẵng, bắt người nhện trộm kim cương trị giá gần 500 triệu đồng. Mở đầu của bản tin 6 giờ sáng hôm nay, xin mời quý vị cùng nhâm nhi ly cà phê với những thông tin đến từ Việt Nam Top News. Không có gì ngăn cản ông ấy làm việc vì người Mỹ, Ivanka Trump chia sẻ trên Twitter và Facebook cá nhân sáng ngày 4 tháng 10. Cô con gái ruột của ông Trump còn nhấn mạnh sự làm việc không ngừng nghỉ của người cha 74 tuổi và đang mắc Covid-19. Sau chia sẻ của con gái ông Trump, một số nhân viên Nhà Trắng đã lần lượt đăng hình tổng thống đang làm việc trong bệnh viện. Ông ấy thật sự là một cái máy. Ben Williamson, cố vấn truyền thông Nhà Trắng, chia sẻ hình ảnh ông Trump làm việc trong bệnh viện Walter Reed. Theo các bác sĩ điều trị cho ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ đã dành nhiều thời gian làm việc và thậm chí còn đòi xuất viện ngay sau khi được thông báo sức khỏe đang tiến triển tốt. Trong đoạn clip đăng trên Twitter cá nhân rạng sáng 4 tháng 10, ông Trump tuyên bố đã khỏe nhờ vào sự giúp đỡ tuyệt vời của các bác sĩ bệnh viện Walter Reed. Tiếp theo là những tin tức nóng trên thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Sở Lâm nghiệp và Cứu hỏa California Co-Fire công bố hôm 4 tháng 10. Trong năm nay, California đã hứng chịu 506 đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang và đã thiêu đốt 1,6 triệu hectare đất, gấp 2 lần số liệu từng được ghi nhận trước đây và lớn hơn diện tích cả bang Connecticut. Các đám cháy rừng khác, theo Confire, không có ngôn từ nào để mô tả những gì đang xảy ra. Phát ngôn viên Confire Scott McLean nói, kỷ lục trước đó và diện tích đất bị thiêu rụi do cháy rừng ở California là hơn 809.000 hectare vào năm 2018, khi các đám cháy rừng khiến ít nhất 85 người dân thường chết và phá hủy gần 19.000 công trình ở bên trong và xung quanh thị trấn Paradise. California đã hứng đợt hạn hán từ năm 2010 đến 2017, gây ra nhiều bệnh và sự tàn phá của côn trùng vốn khiến hàng triệu cây chết. Các nhà khoa học về biến đổi khí hậu cho rằng California gặp phải điều kiện thời tiết ngày càng khô hơn là do ấm lên toàn cầu. Chính quyền Venice vừa triển khai thành công hệ thống đê chống lũ lụt hàng tỷ euro nhằm ngăn chặn bão và triều cường nhấn chìm thành phố này. Mọi thứ đều khô ráo, chúng tôi ngăn nước biển tràn vào Venice, thị trưởng thành phố Luigi Bugano nói. Terry Uters, dự án demo mô đun điện cho thử nghiệm được triển khai tại lối vào vịnh Venetian cuối tuần rồi. Mạng lưới gồm 78 đê màu vàng nổi lên từ đáy biển khoảng 3 giờ trước khi mực nước được dự báo sẽ nâng cao. Mô được thiết kế để bảo vệ Venice khỏi thủy triều dâng lên đến 3 mét, vượt xa mức đỉnh điểm từng nhấn chìm thành phố trong biển nước hồi năm ngoái. Dự án bị trì hoãn kể từ thập niên 1980, hai lần trễ thời hạn năm 2011 và 2018, với chi phí tăng từ 1,3 tỷ euro lên đến 5,5 tỷ euro. Theo hãng tin Reuters, các bác sĩ không tham gia điều trị cho ông Trump cho rằng việc tổng thống bắt đầu được điều trị bằng dexamethasone, một loại thuốc steroid vốn được dùng rộng rãi trong các bệnh khác để kháng viêm, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bệnh trạng của ông có thể ở mức nặng. Nhóm bác sĩ của ông Trump ngày 4 tháng 10 cho biết, tổng thống bắt đầu được điều trị bằng loại steroid này sau khi bị sụt giảm lượng oxy xuống mức thấp trong 2 ngày. Hiệp hội bệnh nhiễm của Mỹ cho biết, dexamethasone có tác dụng tốt cho những người bị COVID-19 ở tình trạng đã nặng hoặc nghiêm trọng, những người đã cần hỗ trợ dưỡng khí. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra thuốc này không có tác dụng hoặc thậm chí có hại cho những người bệnh chỉ bị nhẹ. Theo hãng tin AP, bác sĩ Sean Curley được đào tạo về y học cấp cứu, không phải bệnh truyền nhiễm, song ông có một danh sách dài những chuyên gia có thể hỗ trợ trong việc tìm ra liệu pháp điều trị tốt nhất cho Tổng thống Trump tại Trung tâm Y khoa Quân đội Quốc gia Walter Reed. Các loại thuốc nhóm steroid như dexamethasone có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng, do đó làm dấy lên một số dư luận lo ngại về việc liệu dùng thuốc này điều trị có thể gây cản trở cho khả năng chống lại căn bệnh của ông Trump hay không. Tiếp theo là những thông tin C08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2020, BC08 đã phối hợp với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị trong việc chia sẻ dữ liệu hình ảnh thông qua hệ thống camera quan sát tại một số tuyến đường. Từ đó lập biên bản phạt nguội hàng ngàn trường hợp vi phạm luật giao thông. Cụ thể, đó là các tuyến đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Quận Nhất, quận Bình Thạnh, Đinh Tiên Hoàng, Trường Sơn. Trong phòng cảnh sát giao thông, trong 8 tháng đầu năm 2020, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tác nghiệp ghi hình được 61.773 trường hợp vi phạm qua hình ảnh,
đã có 18.138 trường hợp thực hiện quyết định, đạt tỷ lệ 29,36%, thu vào kho bạc nhà nước số tiền trên 10 tỷ 700 triệu đồng. Phòng PC08 đều có bố trí cán bộ chiến sĩ trực, theo dõi hệ thống camera quan sát, hệ thống máy đo tốc độ, trích xuất, lưu trữ dữ liệu hình ảnh vi phạm để làm căn cứ ra quyết định xử phạt theo quy định. Đối với những trường hợp vi phạm qua hình ảnh không xử lý ngay được tại hiện trường, phòng sẽ gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện vi phạm để yêu cầu chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm đến trụ sở cảnh sát giao thông để giải quyết. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục thời tiết hôm nay cùng bản tin Việt Nam Top News. Kim sẽ gửi đến quý vị những thông tin và dự báo tình hình thời tiết trong ngày 6 tháng 10 2020. Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, phía Bắc có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi từ 30 đến 33 độ. Phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 6 giờ sáng trên kênh Việt Nam Top News của chúng tôi xin được phép khép lại. Kính xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 12 giờ 30 phút trưa nay của Việt Nam Top News.